bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Ba Bể bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Bạc Hùng, chọn Sơn Bạc Hùng. Mến chào quý vị đến với chuyên mục Da đẹp của Mắc Hôm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mẫu biệt thự do Mắc Hôm thiết kế và thi công trọn gói. Đó chính là công trình nhà ở của anh Phú ở Bình Thuận. Khi đi vào chi tiết ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mắc Hôm. Mắc Hôm là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mắc Hôm có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Để có thể chiêm ngưỡng nhiều mẫu nhà đẹp hơn nữa, quý vị có thể truy cập vào fanpage chính thức của công ty, đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắc Hôm, cũng như là những fanpage trực thuộc các chi nhánh như là Mắc Hôm Thái Bình, Mắc Hôm Sài Gòn, Mắc Hôm Miền Tây, vân vân. Mắc Hôm luôn cảm thấy vinh dự khi được đồng hành, mang niềm vui đến cho mọi nhà, trong số đó có ngôi nhà của anh Phú ở Bình Thuận. Xem hình ảnh phối cảnh 3D, cái ấn tượng ngay lập tức với chúng ta là một ngôi nhà vô cùng bề thế vững vàng, một thiết kế rất là cầu kỳ tỉ mỉ từng chi tiết một. Và đây cũng là đặc trưng ở những ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển, một phong cách được dung hòa giữa thiết kế của những lâu đài xưa với lối kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà của anh Phú gây ấn tượng với hệ mái dốc châu Âu cổ điển, nổi bật với gam màu trắng chủ đạo nền nã sang trọng. Đây cũng là gam màu được ưa chuộng bởi hướng đến vẻ đẹp thách thức thời gian. Điểm nhấn của ngôi nhà phải kể đến những phào chỉ, chi tiết hoa văn cầu kỳ cùng những đường cong tuyệt mỹ ở mái vòm ban công. Công trình nhà anh Phú có chiều ngang là 8,5m và chiều sâu là 16m, tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà là 245m2. Nhìn vào mặt trước của ngôi nhà, sảnh chính gây ấn tượng với hai cột vuông thể hiện sự vững chắc với đường thẳng hình khối kéo dài, mạnh mẽ và dứt khoát. Hai cột tròn lại tạo nên cảm giác mềm mại giúp phân chia không gian bên ngoài và sảnh chính. Việc điểm tô những phào chỉ ở các cột tạo điểm nhấn và vẻ cổ kính cho ngôi nhà. Bậc thềm nhà của ngôi nhà được ốp đá granite màu tối, gạch granite chống vỡ, chống mài mòn, kháng nước tốt, hạn chế tối đa việc trầy xước, độ bóng đẹp bền bỉ với thời gian. Không chỉ thế, với thẩm mỹ sẵn có, loại gạch này còn phù hợp với rất nhiều phong cách nhà, đặc biệt là những ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển. Số bậc thềm nhà của anh Phú là 5 bậc thay vì 3 bậc như thường thấy, điều này giúp tôn lên dáng vẻ bề thế cho ngôi nhà. Bên cạnh bậc ngũ cấp thì ngôi nhà này còn có lan can sảnh với chi tiết con tiện càng làm tôn lên vẻ cổ điển của ngôi nhà. Cửa chính với hai cánh mở quay chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính cường lực. Gỗ lim Nam Phi được lựa chọn vì sở hữu những chất lượng vượt trội như độ bền cao, cổ cứng chắc. Bên cạnh đó, màu nâu đã mang đến cảm giác trầm ấm và sang trọng cho tổng thể công trình. Hệ thống cửa sổ và các cửa đi đều được lắp đặt cửa nhôm hệ kết hợp với kính dày. Với chất liệu này thì chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, không lo bị co ngót bởi thời tiết hoặc là mối mọt, lai giảm tiếng ồn, đảm bảo không gian yên tĩnh cho gia đình. Ở góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cách bao quát hơn về công trình nhà của anh Phú. Sự bề thế và nổi bật còn được thể hiện đầy ý đồ qua hàng rào và cổng. Cổng sử dụng chất liệu nhôm trúc, còn hàng rào là sự kết hợp của gạch và sắt nghệ thuật. Điểm nhấn của hàng rào chính là bức tranh phù điêu được làm bằng cách đắp xi măng tạo hình, chạm trổ khéo léo để mang đến vẻ đẹp và đẳng cấp cho tổng thể công trình.
Và đây là hình ảnh ngôi nhà của anh Phú đang được Park Home chúng tôi thi công xây dựng. Thời điểm hiện tại thì ngôi nhà cơ bản đã hình thành nên phần khung, định hình ngôi nhà và mái. Những công đoạn tiếp theo chính là hoàn thiện ngôi nhà như là tô trát tường, phủ sơn, đắp nổi phù điêu, lát gạch, vân vân. Chắc hẳn mọi người cũng đang rất là tò mò, với một công trình bề thế như thế này thì bên trong ngôi nhà sẽ được bày trí phân chia công năng như thế nào? Ngôi nhà này có 3 lối tiếp cận, một lối ngay tại sảnh chính, một lối ở sảnh phụ và một lối cửa hậu mở ra phía sau nhà, được bố trí rất là hợp lý, giúp cho việc lưu thông đi lại của các thành viên trong gia đình dễ dàng hơn. Đến ngôi nhà hội tụ vượng khí, tạo nên dòng chảy năng lượng cân bằng và hài hòa thì chúng ta nên tránh thiết kế cửa chính và cửa hậu thông nhau nhằm giảm việc tài khí thoát hết ra bên ngoài, khí không được phân bổ cho các không gian khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Quan sát mặt bằng bố trí nội thất tầng 1 thì chúng ta thấy từ cửa bước vào chính là phòng khách và đại sảnh với diện tích lên đến 48,2m², một không gian quá là rộng. Theo văn hóa phương Tây thì đại sảnh là căn phòng chính trong cung điện hoàng gia, lâu đài hay là thái ấp, là trung tâm của tòa nhà và thường diễn ra các hoạt động quan trọng. Với không gian này, chúng ta có thể dễ dàng đón tiếp khách, tổ chức tiệc vào những dịp quan trọng, đặc biệt là vào những dịp Tết cổ truyền hàng năm. Sang sảnh và phòng khách được lát gạch granite vân đá màu trắng, giúp không gian được cơi nới và mang đến cảm giác sạch sẽ, dễ chịu. Đây cũng là loại gạch được dùng cho các không gian còn lại trong ngôi nhà như là phòng bếp, phòng ăn và phòng ngủ. Những không gian còn lại của tầng 1 là phòng bếp và phòng ăn, chiếm diện tích là 26m², phòng ngủ master với không gian ngủ nghỉ chiếm 21,5m² và nhà vệ sinh khép kín chiếm diện tích là 5,4m². Nhà vệ sinh được lắp đặt đầy đủ lavabo, toilet, vòi sen tắm đứng và một bồn tắm. Khu vực tắm được ngăn cách với khoảng không gian còn lại bởi một vách ngăn bằng kính nhằm hạn chế tình trạng nước văng ra bên ngoài. Tầng 1 có một nhà vệ sinh dùng chung có diện tích là 6,6m², được lát bằng gạch ceramic chống trơn màu ghi sáng. Một phần rất là quan trọng của những ngôi nhà nhiều tầng đó chính là cầu thang, và càng đặc biệt hơn khi đây là một phần thiết kế khá cầu kỳ và chỉnh chu của những ngôi nhà mang phong cách tầng cổ điển. Mặt của bậc được ốp gỗ lim Nam Phi, cố bậc lát đá granite màu trắng, tay vịn sử dụng chất liệu gỗ sơn PU màu nâu sẫm kết hợp cùng với hoa sắc mỹ thuật đẹp mắt. Tiến lên khu vực tầng 2 của nhà anh Phú, quan sát mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 thì chúng ta thấy là tầng này có một phòng sinh hoạt chung, khu vực ban công, 3 phòng ngủ, phòng xông hơi, một nhà vệ sinh dùng chung và một sân phơi. Phòng sinh hoạt chung chiếm diện tích là 30m², một diện tích khá là lý tưởng cho những buổi tối hoặc những dịp cuối tuần quây quần bên nhau, cùng nhau đọc sách, xem phim hoặc là trò chuyện. 3 phòng ngủ với diện tích lần lượt là 18,5m², 16,5m² và 18m². Cả 3 phòng này thì đều có cửa sổ đón nắng, thông khí, thông quan. Tầng này có ban công khá là rộng lớn, được xây dựng thêm phần chòi, không chỉ là điểm nhấn cho ngôi nhà mang đậm hơi thở cổ điển mà còn mang đến không gian mát mẻ. Và từ vị trí này thì chúng ta có thể hóng gió, thưởng trà hoặc là chơi cờ, phóng tầm mắt về phía tiểu cảnh ở khu vực trước sân nhà, quá là lý tưởng. Điểm đặc biệt nhất của tầng này phải kể đến chính là phòng xông hơi. Không có quá nhiều nhà dân dụng sở hữu không gian này. Có thể là vì nó còn lạ lẫm hoặc là do diện tích sử dụng không cho phép. Việc có một phòng xông hơi như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta giảm stress, căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hệ miễn dịch, thải độc tố và trẻ hóa làn da. Tầng áp mái của ngôi nhà anh Phú được sử dụng để đặt một phòng thờ chiếm diện tích là 8,1m², một phòng đọc sách chiếm diện tích là 12m² và 9,8m² cho phòng gym. Việc bố trí công năng như thế này có lẽ không còn điều gì để bàn cãi, bởi nếu như thể dục thể thao mang lại sức khỏe về thể chất thì đọc sách chính là liều thuốc cho trí tuệ và tâm hồn. Và ngôi nhà như thế này không đơn giản chỉ là nơi che mưa che nắng, mà nó còn đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất và tinh thần. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bản vẽ đứng của ngôi nhà này. Chúng ta thấy chiều cao từ cột 00 đến đỉnh mái là 10,5m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 4,2m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,9m và chiều cao mái là 2,4m. Theo sự tính toán của các kiến trúc sư thì đây là một chiều cao hợp lý, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ và các thành viên trong ngôi nhà. Sau đây, anh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn.
Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Đèn LED Markham tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Markham tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Markham nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Markham thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Markham với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888, 0924099999 để được giải đáp. Markham, giá trị tạo nên thương hiệu. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng ngôi nhà của anh Phú tại Hàm Tân, Bình Thuận. Nếu như quý vị trót mang trong mình trái tim hoài cổ và đắm say trước lối kiến trúc này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Hiện tại thì Markham đang triển khai ký hợp đồng online và với những địa phương nào không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thì vẫn tiến hành thi công như bình thường. Bên cạnh đó thì xây nhà Markham, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm với chế độ bảo hành dài hạn, khách hàng sẽ được chăm sóc một cách tận tình chu đáo nhất. Trong quá trình thi công, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, đơn vị kỹ thuật sẽ có mặt ngay lập tức và đưa ra những phương án, giải trình, tính toán. Hiện tại thì Markham đang chạy rất là nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá 30% từ 200.000 chỉ còn 145.000 trên mét vuông cho những ai có nhu cầu mua bản vẽ thiết kế. Và một ưu đãi tiếp theo đó chính là tặng ngay một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021 cho những ai ký hợp đồng thi công trọn gói. Quý vị đừng quên nhấn like và subscribe kênh Markham và Nhà đẹp Markham để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cũng như là hàng loạt chương trình ưu đãi đến từ Markham. Còn bây giờ thì Ánh Diệu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số tiếp theo.